CDC Nghệ An vừa thông tin trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 73 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại 15 địa phương, trong đó có 16 ca nhiễm cộng đồng tại huyện Đô Lương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Hưng Nguyên, thành phố Vinh, Tương Dương, Quỳ Châu. 57 ca còn lại đã được cách ly từ trước, trong đó có 48 ca là F1, 7 ca từ các tỉnh miền Nam về, 1 ca từ tỉnh khác và 1 ca từ Lào về. Ghi nhận 25 ca có triệu chứng trong khi 48 ca khác không có triệu chứng. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.133 bệnh nhân.